Thay mặt lãnh đạo Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng là danh hiệu cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình cống hiến, công lao to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Phát biểu tại buổi lễ, như các đồng chí đã biết, tôi được kết nạp vào Đảng ngày 19 tháng 12 năm 1967, khi tôi vừa tròn 23 tuổi, đang học năm thứ tư khoa Văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, sơ tán ở xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trong suốt hơn 55 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi đã được Đảng giáo dục, rèn luyện, dìu dắt rất nhiều. Nhờ đó mà tôi từng bước trưởng thành và phấn đấu có làm được một số việc. Tuy nhiên, tất cả những gì tôi đã làm là vô cùng nhỏ bé so với công lao giáo dục, rèn luyện của Đảng, sự kèm cặp, chỉ bảo, giúp đỡ của các đồng chí đảng viên đi trước, sự cộng tác của các đồng chí đồng nghiệp, sự động viên ủng hộ của nhân dân, mà trực tiếp là những cơ quan nơi đã từng học tập, công tác và làm việc. Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ và toàn thể các đồng chí. Tôi xin nguyện suốt đời phấn đấu hy sinh, tuyệt đối trung thành với lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng, ra sức tu dưỡng rèn luyện, cố gắng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xứng đáng là một đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như lời của một bài hát, nếu là hoa, hãy là hoa hướng dương, nếu là chim, hãy là chim bồ câu trắng, nếu là đá, hãy là đá kim cương, nếu là người, hãy là người cộng sản. Nhân đây tôi cũng xin nhắc lại một vài câu trong tác phẩm nổi tiếng Thép đã tôi thế đấy của nhà văn Liên Xô Nikolai Ostrovsky. Lúc bây giờ có lẽ thanh niên ta thì ai cũng đọc cái tác phẩm này cả, sâu sắc lắm. Mà tôi cứ thuộc và nhớ mãi. Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống. Bởi vì đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, bị mọi người khinh bỉ. Để đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự hào rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh, lúc đó thép trở nên không hề biết sợ. Và lời thơ của đồng chí Tố Hữu, còn một giây, một phút, tàn hơi, là vẫn còn chiến đấu, quyết không thôi.